quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 vào sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo tờ trình của Chính phủ, qua 3 năm thực hiện quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã phát huy hiệu quả tích cực, đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, do yêu cầu từ thực tiễn và căn cứ theo quy định của luật quy hoạch, cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch này. Chính phủ chính Quốc hội điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia với 8 chỉ tiêu sử dụng đất, nhóm đất nông nghiệp gồm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên và nhóm đất phi nông nghiệp gồm đất quốc phòng, đất an ninh. Ở đây là trình Quốc hội xem xét chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, chứ không phải trình Quốc hội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc gia. Thẩm tra nội dung này, Ủy ban Kinh tế tán thành sự cần thiết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, đề nghị Chính phủ đánh giá tác động của chính sách đến việc thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất, tiếp tục rà soát, làm rõ nguyên nhân đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu, bảo đảm sát với nhu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó, cần làm rõ các tác động của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến quá trình đô thị hóa và phát triển hạ tầng, nhu cầu sử dụng đất của địa phương, đồng thời lưu ý quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch, cần bảo đảm các định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước trong việc giữ diện tích đất trồng lúa, độ che phủ rừng, quan tâm đến việc bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đất để phục vụ việc ứng phó với biến đổi khí hậu.